Xin chào anh em Hôm nay mình sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn Thủy Hoa Vẽ hình này Thì hình này khi mình kích vào Nó nhỏ quá trời Thành ra mình chụp mình hình lại cho nó rõ nha Bây giờ mình đưa qua Illustrator để mình làm việc Mình sẽ xoay thẳng lên để mình vẽ cho dễ nha Rồi Đầu tiên Bạn sẽ vẽ cho mình một đường thẳng Trước khi vẽ đường thẳng Bạn kích chuột phải Bạn chọn cho mình sâu gớt Bạn chọn vào Lái sức mình tung Bạn nhớ chọn view Xích nét tôi Để bắt điểm vào lưới Mình sẽ chọn bao uống ngay Mình chọn vào đấy đi sẽ tô cho nó màu đỏ đi hoặc là màu đen được rồi giờ mình sẽ chọn vào ship c và mình bẻ cống đường này mình xem ở đây nó đang đi lên thì mình sẽ cho ở đây đi lên rồi thì đấy phải đi xuống Đó Giờ bàn kẻ xuống cho mình thêm một đường nữa Thì bạn muốn đường này to hay nhỏ Thì bạn chọn ở đấy nghe Đó như thế này thì nhỏ Như thế này lớn hơn Rồi Giờ mình sẽ dùng phím A Chọn hai nốt này Nhấn Ctrl -Z thì nó nổi lại rồi ở đây thì người ta tô một màu đúng ra tô chuyển sắc thì nó đẹp hơn giờ mình sẽ copy qua đây một cái chút xíu mình làm chuyển sắc cho bạn xem giờ mình sẽ làm theo bài này trước nha chút xíu bên này mình làm sao rồi ở đây mình sẽ tô màu vàng cho giống bên này giờ bạn copy xuống một hình nữa giữa internet bạn kéo xuống sau đó bạn nhấn chữ o bạn cầm bằng kéo qua này dù ship đó thì bạn sẽ tôm màu này chẳng hạn rồi giờ mình đưa lên cho nó chính xác nếu bạn muốn đấy là mặt ngoài thì bạn cho nằm trên bạn cho mặt trong thì bạn cho xuống dưới đó giống nhau thôi này rồi à tiếp theo mình thấy này một hai ba bốn thì mình sẽ cho ra bốn ngay một hai ba bốn đó thì giờ như thế này bạn uốn theo hình này bạn chọn phím A mũi tên trắng này và bạn uốn theo thì ở trên này nhỏ thì mình chọn đấy mình kéo vào đó đây mình chọn mình kéo vào mình sẽ bỏ uh, bắt điểm như này xích đẹp tu gớt mình bỏ đi đó rồi hình này mình cho cao lên tí. Thì vào trong tí. Anh em có thể đưa lên đây và cho nó đi theo nha. Mình uốn theo nha. Mình sẽ cho opacity này nhỏ lại chút xíu. Ví dụ 80 chẳng hạn đây. Để mình thấy ở dưới. Rồi, Đầu tiên mình cho hình này vào đây. Phím A là mũi tên trắng. Mình sẽ cầm nốt này. Mình kéo vào. Đó. Tương đối thôi. Thì với hình bên này này Bạn có thể bỏ cái phần này ra Và bạn đặt cái này xả xuống Bạn điều chỉnh sao cho nó phù hợp Thì cái này tùy bạn thử nha Ở đây là mình chỉ cho anh em cách làm thôi Mùi tên quá trái qua phải Chỉnh lại cho nó đẹp tí Giờ mình sẽ đưa vào dòng hình bên này nhé đây là hướng làm còn anh em có thể tùy chỉnh theo hình này để em dùng nốt anh em tùy chỉnh đó còn bên này mình làm theo ý mình cho nó đẹp tí nha mình sẽ cho nó chuyên sắc Mình cho đây đấm hơn tí này Nên tùy mình thôi nha Đó Bạn sẽ copy xuống cho mình 5 cái 1 2 3 4 Thêm 5 cái nha Thì hình này Mình sẽ cho nó màu vàng Mình sẽ đưa lên trên Hình này mình trái lên tiếp. Mình làm đường viền. Đó. Rồi hình này. Mình cũng cho nó màu vàng. Nhưng mà mình cho xuống dưới. Đó. Mình làm đường viền này. Hình này cũng vậy. Mình cho lên trên. Nhưng mà cũng xuống dưới. Copy xuống cứ chuột phải transform Relax tròn lật theo chiều ngang ok mình sẽ đưa lên đó bạn chú ý này bây giờ hình ở dưới nằm trên thì hình trên này nó nằm ở phần trong còn nếu mà mình cho hình này xuống dưới thì ở trên này nó nằm ngoài ở dưới này phần trong đó bạn chú ý nghe thì ở đây mình quyết định là cho hình này nằm trên đi và hình này nằm trong thì nó trong thì nó không có đường viên này mình sẽ bỏ đường viên này đi đó thứ hai nó sẽ ít mau lại mình sẽ dùng ba mau thôi Rồi tiếp tục mình copy xuống nha. Giữ Alt và nhấn Ctrl D. Rồi. Thì cái này phải nằm xuống dưới. Bạn chọn cho mình phím Shift Ctrl mở ngọc vuông. Đó. Đó khá đẹp nha. Rồi. Thì bạn như thế này cũng được. Hoặc là bạn có thể điều chỉnh như lúc nãy ví dụ phí mà mùi tên trắng này mình có thể điều chỉnh to nhỏ ví dụ cái này mình cho nhỏ lại chẳng hạn đó cũng được rồi cái này mình cho to ra mình chọn cái này trong một tên xuống dưới đây cũng vậy đó nó như vậy đó cái này hơi nhiều mình cho ít lại ngay cho nó cân đối rồi hôm nay mình bỏ á mình thấy chuyển sắc đây hơi nhiều mình sẽ bỏ bớt ngay mình sẽ cho đường viên màu vàng này á, màu khác xem nha. Cũng được. Mình cho mấy chỗ ở trong này đầm hơn tí nha. Ở phía trống nó phải đầm hơn. Thì mình thấy cũng được rồi đó. Rồi, mình kết thúc bài này tại đây. Anh em có yêu cầu gì thì cứ comment. Anh em nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ mình. Giờ bấm chuông. Xin cảm ơn anh em.